xong xuôi hết rồi anh em ạ. Rồi càng rồi quýnh càng má quýnh he cái lòng hè bên kia. Có ai anh em ơi, có nhẹ nhả nhanh ghê anh em ơi, nãy giờ mới giờ xuống mò cái đơn là mấy thằng mè là vô dứt một bờ cá trê rồi anh em, bờ cá trê của ta có đây chắc có phi ăn hổ gì cũng có đôi phi thôi. Bữa nay thì mình quýnh mè mùi đơn giản thôi bạn ơi, mình chỉ quýnh con chim với là cái bịch tinh khô của lão quỷ này nè. Bên đây mình thấy con thấy quýnh ok lắm nè, rất ok nha, tinh khô của lão quỷ về chục ngọn anh em ơi, rẻ lắm, rẻ hơn cám nhiều. Bịch đó xè thì phải đi he lại, đi câu he làng mới hết được một bịch đó. Thì mình chỉ trộn cám chim với lại cái tinh khô đó thôi anh em. Nói chung mình quýnh thử rồi anh em, mình thấy ok nha, rất là hợp mùi hợp vị. Nói chung là cái mùi nó là cái mùi tanh thơm, mà cái mùi này ngon mùi nha, kiểu như tinh khô nó làm khô như cám anh em à, đều vị nhau, nó tanh khô tanh thơm. Quýnh ok, mình quýnh thử mấy lần rồi mình thấy ok nên bữa nay mình quýnh he vị đó thôi anh em ơi. Mình chỉ quýnh cám chim với là tinh khô thôi, tinh khô cá chép nha. Có nhiều loại tinh khô nha anh em, tinh khô cá chép, tinh khô cá mè. Tinh khô cá mè là cái bịch tinh khô đây nè anh em. Đây. Đây cái bịch xanh đây là tinh khô cá mè nha. Còn cái bịch đỏ kia là tinh khô cá chép nha anh em. Nó có he vị lận nha, chắc phải một vị nha. Nó he vị lận. Thì mình chỉ quýnh đơn giản như vậy thôi anh em. Này mình đi với là cô Vũ nè. Cô Vũ đó nè, nó ngồi bên trong. Có he anh em đi sớm rồi anh em ơi. Đi giờ lúc 5 giờ sáng anh em ơi. Em sáng chạy lên hồ chắc khoảng 5:30 trời còn đơn từ mờ tối mình làm đồ làm đạt hết. Mới xong giờ mới quýnh, chắc giờ phải bả giờ. Quýnh được cá trê rồi anh em. Cá trê đầu tiên. Cám đồ mình cũng xỏ, mình cũng đơn giản thôi anh em à, mình cũng ngâm cám chim mà mình trộn ít tinh khô vô rồi mình xỏ. Rồi xong rồi để làm ít mình bóp và mình câu thôi. Đơn giản vậy thôi anh em. Rồi nhớ anh em câu thì anh em thêm những cái vị khác vô thì tùy. Tanh thì thêm tanh vô, còn muốn thơm nhiều thì thêm thơm thôi. Tùy mình cách mình quýnh nha. Mình quýnh đơn giản vậy thôi, mình chia sẻ với anh em. Giờ chắc cũng tập trung câu anh em ơi, không còn cái gì để chia sẻ với anh em nữa, chia sẻ hết. Tự nhiên thì mình quýnh trục to theo theo dù nha anh em, theo còn cước thì theo to xíu, trục mình quýnh trục 5 chấm, theo 3 chấm theo cước, theo ni lông, còn theo dù thì mình quýnh 1.2, 1.5 tùy. Thường mình quýnh tự nhiên là mình quýnh vậy đó anh em, tại vì nhiều lúc cũng có tự nhiên mình không biết có gì nữa ở trong đó, có thể là có nhỏ hoặc có lớn, có nhiều khi có lớn 5-3 kg nó vô thì mình bác không được. Mà tỷ lệ nó vô thì nó tự nhiên mà anh em, nó vô mà bác không được là nó bỏ nó chạy thôi. Làm dễ bác được lại nó nữa. Nên là mình quýnh cái đồ cho nó an toàn một tí là tốt. Ok anh em, bây giờ không liên thuyên nữa, mình vào việc mình câu luôn chứ. Bây giờ không tới chiều về cũng lâu anh em à. Từ giờ dứt tới chiều về nha. Ok anh em, nuôi ngon ba tơ. Có cá mình qua cho anh em xem. Ok anh em. Cuối nguồn bên đây là hố giếng, còn cuối nguồn bên kia là lòn. Đâu? Úp hơi. Linh điều điều nha anh em. Đẹp. Cái thằng nó quýnh, em kêu nó thằng quýnh vô đây là cái thằng quýnh cá chép đúng không? Em theo cái thằng quýnh cá chép đúng không? Ừ. Dính con mẹ dính anh em ơi. Con mẹ anh em ơi. Nhỏ nha anh em ơi, con này nhỏ. Con hôm kia sao nó lạc to rồi. Nhỏ. Con hôm kia sao lạc to rồi hê. Đây anh em ơi. Yêu. Thôi cái kho kia sao giống như là lạc kho mềm mè dò mè dò anh em ơi,
Nhà giò. Ok. Về anh em ơi, chiều rồi. Ngày nay câu câu ta không ăn thua anh em ơi. Câu đà câu được có trê có phi bậy bậy chứ không có khó. Còn câu câu má này quýnh lòng mè cũng được 4-5 con. Không bự nhưng mà cũng được. Còn hơn ký, còn ký đô lẹ chứ đó. Nói chung là ban ngà điểm này câu chỗ mình câu không cái chỗ mình ngồi đây thì nó hơi ít có nha, nhưng mà cái chỗ thằng em ngồi bên kia kìa. Nó quýnh chép lũ khủ anh em ơi. Cái bên đó quýnh chép nó vô, quýnh chép chép là trăm cỏ lũ khủ luôn. Quýnh mình nghĩ. Mình thì quýnh được quýnh lòng mè mấy con mè thôi. Về á Vũ. Đây quay cho anh nó coi. Thôi bây giờ lên báo có cái đi về anh em ơi. Đây. Có đây anh em ơi. Dạ. Yeah. Có luôn rồi đây anh em ơi. Quýnh lòng mè chứ quýnh ta không ăn thua anh em ơi. Đây. Có mè, có trê, có phi, có vô đây anh em, vô đây đó. Đánh lòng mè được ok lắm anh em ơi. Có mè nó không to chứ nhưng mà cũng được anh em ơi. Đây nè, con này chắc hơn ký á. Không, con này có ký rưỡi á. Mấy cái này thì bao lọn tôm lọn mày nhỏ nè anh em. Phi được các kiểu. Thôi anh em, thôi, về anh em ơi.